Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quốc Thái. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiêu diệt Sir Kibidi bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như Sir Kibidi ốc thì chúng ta sẽ dùng thông cầu tiêu diệt Sir Kibidi ốc các bạn ạ. Rồi vậy là Sir Kibidi ốc đã chết ngất trên nền đất. Còn bây giờ chúng ta vào video ngày hôm nay thôi. Trước khi vào video các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo. Còn bây giờ đi tiêu diệt Sir Kibidi và xem con nào là Sir Kibidi mạnh nhất, anh sẽ tiêu diệt nó luôn. Ok. Mới vào anh đã trở thành, đây gọi là gì hả ốc? Cameraman. Đấy, chân ngắn. Hơi ngắn nhưng mà rất là lợi hại. Tay cũng cầm cái thông cống này. Bây giờ chúng ta sẽ xuống tiêu diệt bọn Skibidi Toilet nha các bạn ơi. Ôi, con Skibidi Toilet gì? À, con quân nhân. Ờ. Ui anh ơi, nhìn anh phèn lắm. Phèn. Thông cống luôn đấy. Được cái nhờ. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Anh thông cống bọn nó tắt điện ngay. Ái giả, combo ba đứa. Có Skibidi là streamer hả các bạn? Ủa? DJ đánh nhạc tích. Ok, ok. Thằng này đập anh. Ui, Skibidi công nhân. Công nhân đi hot phân chứ ra đây để đánh mình. Nào đùa với cái thông cống nào. Ngoài ra anh còn có súng thế này. Bắn nó, đúng rồi. Bắn nó đi, anh sắp chết rồi. Con này siêu tốc độ các bạn ạ. Ui, con đấy gắn motor vào đít. Ui, chân nhẹ. Chạy xuống đi, anh chết. Chân nhẹ đông quá, bọn nó 4-1 không trột cũng què, anh bị trột luôn các bạn. Không sao, anh trở thành... không phải mình trở thành con này. Mình vẫn là con cameraman xấu xí. Bây giờ anh nghĩ là anh sẽ chuyển thành một con khác không ạ? Đúng rồi, anh chuyển cho em thành một cái con nào nó lợi hại hơn. TV Man chẳng hạn. TV Man cần 6.000 vàng mà anh mới có 613 vàng. Anh nghĩ là bây giờ anh sẽ đi mua vàng. 600 vàng. Đừng bao giờ khinh thường anh Bê Quý Thành, anh mua vàng đây này. 100.000 vàng à? Anh có nhiều Robux thế. Anh vào shop Bê Quý Thành anh mua đấy. Nếu bạn nào không có Robux vào shop Bê Quý Thành.com nhá. Giá rẻ hình như là có cả vòng quay Robux gì đúng không? Đúng rồi. Được đấy. Đấy, bây giờ ốc muốn làm con nào? Nếu mà đã có quá nhiều tiền thì em nghĩ mình nên chọn một cái con siêu to khổng lồ, siêu đắt. Không, mình chơi từ con bé đi, mình chơi từ con TV Man này đi. Đúng rồi, TV Man, không, TV Man này 80.000 nhưng mà TV này có 60.000 nhưng có 5 màn hình. Đây, ok. Đúng không, mình phải tính bài toán kinh tế, hiểu không? Được chưa? Được rồi, ấn E thế nào. Ok. Được rồi à? Được, chưa được. Được chưa? Sao để biến thành con đấy? Ai biết. Ấn E. Unlock previous. Mình phải mở lần lượt hay sao các bạn ơi? Không mở lần lượt được à? Ở đây để thấy con này nhỉ? Đấy, okay. Mở lần lượt đấy các bạn. Ôi giời ơi, bắt buộc nhưng là... con này chân vẫn ngắn lắm. Vẫn sida quá các bạn ạ. Bán luôn hẳn cái con bồn cầu. Chả có con nào to, có con này to quá. Bán con đấy to là bồn cầu ăn cướp. Không phải các bạn ạ, bồn cầu mặt xấu. Ui, nhìn cái tăng ngầu cái này, tên lửa gắn vào mông cái kia nó mới nhanh. Sợ kì đi, máy bay à, ui nó bắn tên lửa kìa, ghê thật các bạn ạ. Ui, mấy tên lót nhót này, mấy con lót nhót liều tiêu này rồi đấu với ảnh. Đúng rồi, mấy con đấy liều tiêu đấu làm gì, mà có trưởng cái gì đây, trưởng gì á, có cái trưởng gì đây. Trưởng gì đâu, thông cống. Thông cống màu đỏ các bạn. Ui, bắn tên lửa các bạn. Ui dồi, cái tăng phải như thế. Ui kìa, ba con này, ui càng qua Bê Quý Thành ơi, càng không qua. Sao, không sao. Nó gặp đâu, em nhìn thấy có con bồn cầu bọc thép Bê Quý Thành ạ. Đâu. Ui dồi, đâu rồi, nó chết rồi. Chết à? Ừ, có cả con bồn cầu bọc thép mà, ghê lắm, nó đen xì hết luôn từ đầu đến cuối, ghê luôn. Đen xì luôn. Anh tìm đối thủ nào khác đi anh. Đây, quân đội, quân nhân, ba đo. Bọn Sở Kibidi tuổi gì đấu với Bê Quý Thành luôn. Ôi. Anh hạ gục nó luôn ông ơi. Ui cái gì mà phì phì khói xanh ghê kìa. Đâu đấy, có con nào to anh mới đấu chứ còn. Từ nhặt được cái này không ạ? Cái này. Đấy gì chưa, anh trở thành ông biết đây cái gì không? Cái gì hai chân cam mấy mét. Đây này, bồn cầu bọc thép này này. Bọc thép à? Ui nó có súng tên lửa hai bên các bạn. Bay các bạn ạ. Ui đỉnh thật sự. Xì khói luôn. Anh có 45 giây để trở thành cái skin này. Không, sau đó thì anh hết rồi anh sẽ về skin bình thường đấy. Hãy cố gắng tiêu diệt nó đi. Thông cống. Đừng kéo vai anh, quất chân dậy này vào đây. Giỏi quá, Thành giỏi quá.
Chuyện gì đó, chuyện gì với chúng tôi à? Bán đi, bán đi. Bán. Sắp hết giờ rồi, anh sắp về skin cũ rồi. Không sao cơ, anh sẽ trở thành người mạnh nhất ở đây. Ô kìa. Ôi là cái gì kìa? Ôi kìa. Ôi trời ơi. Cái gì cơ bạn ơi, con này có gì? Bắn. Ôi, con này chân nhện siêu dài luôn. Ờ. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Anh bắn cho nó rụng súng luôn. Ô, súng của mình bắn rộm đâu thôi. Rộm cái gì? Rồi, biết ngay hết giờ rồi. Hết giờ rồi à? Ừ. Thế thì mình cầm này mình bắn vậy các bạn ạ. Bắn vào lưng nó. Cái gì? Phì khói. Ai dạ, bồn cầu công nhân vừa bổ vào Bê Quý Thành các bạn. Con này trâu chó thật các bạn. Bắn mày cũng trốn. Bồn cầu tiến sĩ. Góc kia. Ở đây. Chạy đi. Bồn cầu tiến sĩ. Kinh quá rồi. Mọi người ơi, sao không tiêu diệt ông tiến sĩ? Trông như đứa bị bệnh trĩ này. Ủa, ông ấy có cái xúc tua máy đằng sau kìa. Rồi, xong đi luôn. Cái tên lót nhất này cứ đuổi mình này. Lót nhất bắn đâu phát. Lại là quân nhân à? Quân nhân tuổi gì sánh vai anh bắn cho chột mắt luôn. Ui, nhiều con Skibidi nhỏ đến các bạn ạ. Thỉnh thoảng mình sẽ gặp những con boss kiểu to hoặc là chùm á. Ui, con kia đi máy bay nữa kìa. TV Man kìa. Con nào đi máy bay? Con kia có cánh kìa đang bay. Ui, nó nổ cái gì à? TV Man chiếu à? Ui, đúng mà ngầu thật sự. Ui, chiếu phát chân. Ui, con này mạnh lắm bông à. Nó đấm anh mấy cái gần chết luôn. Không sao, đã có đồng đội đến yểm trợ rồi. Đấm á. Đúng rồi. 5-1 không trộn cũng que à. Cái gì? Nó chết rồi. Ui, con chân nhện nó chạy nhanh như kiểu kìa. Ừ. Ôi dồi. Đứng lại. Con này 3 chân. Nó là robot đấy ạ. Thì cái chân họ. Anh có kẹo rồi Baby Thành. Không sao. Yeah, cameraman. Bê Quý Thành vừa hẹo các bạn. Chưa hẹo đâu nha. Vẫn đấm được cái ngỏm nha. Vẫn còn con này nữa. Ủa, bạn này hả? Bê Quý Thành đúng đánh đến chết các bạn. Ui, cameraman kia lái robot luôn. Quá ngầu thế. Nhìn Bê Quý Thành đúng phèn luôn. Phèn cái gì? Đợi tí anh lên anh mua con đấy luôn cho ốc xem. Này thì con này tuổi gì. Được đấy. Ok. Con đấy mình con đấy chờ. Mình làm rồi. Con đấy mình có. Mình làm rồi. Mình không thích các bạn ạ. Bên kia đồng âm nhiều loàn lít nhít. Không có đối thủ nào xứng tầm với mình các bạn. Đúng rồi. Tuy mình cầm thông cống nhưng Mình vừa hẹo. Đồ ngu. Mình bị hẹo các bạn ạ. Không sao bây giờ. Không sao bây giờ mình tìm một cái con ngầu vào. Ngầu à? Làm TV Man đi. Không không. Cái này phải comeback vào ngày mai nha. Làm quả TV Man xem nào. Đầu tư hẳn quả TV Man nha. Đầu tư rõ ràng. Ui ôi, đắt quá. Đắt quá, con nên mua không? Anh có tiền thì anh mua đi. Đằng nào chả nạc có nhiều ở trong shop Bê Quý Thành .com rồi. Ờ, được rồi, mua nhá các bạn. Anh đầu tư luôn. Thấy ạ? Thấy tôi là ai chưa? Quá đỉnh luôn. Tôi là TV Man đây. Đấy. Đấy, đầu tư hẳn cho các bạn xem video luôn cho nó watch like. Rồi. Nhưng mà TV Man này đi hơi chậm. Nhưng mà mạnh lắm. Chiếu TV kiểu gì? Ở đây chiếu đèn. Bạn thấy chiếu đèn đỏ. Chiếu đèn vào đâu đây? Và đối thủ chứ lại vào cái chỗ nào đây? Đây chiếu đèn. Chiếu đèn. Ôi chiếu đèn phát chết luôn các bạn. Quá đỉnh luôn. Chiếu đèn. Ôi. Ôi mấy con này tự mất máu tự chết luôn các bạn ạ. Ôi đùa. Tìm con nào hoành tráng để đấu với mình, xứng tầm đấu với mình. Ui con này được. Con này được. Chiếu TV chiếu vào. Chiếu TV vào nó. Đây là quả trên chiếu TV. Thấy không? Thấy chiếu đỏ vậy. Ui chết luôn kìa. Ui. Đỉnh rồi sự. Sao? Nào vào đây. À mấy con này định cắn mình các bạn. Chiếu đèn nó. Nào vào đây. Chiếu một thế nào, luôn. Nào. Ôi các bạn ơi. Đúng nào. Là 999 Robux có khác. Nó phải mạnh. Đúng. Đấy, bây giờ mấy con này không có tuổi đấu với mình luôn các bạn ạ. Bằng. Nó phát. Súng thì hơi yếu các bạn. Mình chỉ cần chiếu TV là bọn này không có cửa. Đúng rồi, vì mỗi con nó chỉ có một kỹ năng thôi. Còn hơn con cameraman ban đầu của anh ấy có mỗi cái gì gọi là cái gì. Ui ôi, cái thông bồn cầu. Kệ anh. Đấy, bạn này còn có 2 cái thông bồn cầu cơ. Đấy, anh chỉ cần cầm con này đi là anh oách nhất ở đây rồi các bạn. Đúng rồi, nhìn anh đúng là chỉ có duy nhất một mình anh kiểu thế. Có những cái bạn này là kiểu có thể nhặt được là cái lụm được item xong rồi biến thành đúng anh của mình này. Á. Đấy, chiếu tự mất máu dần tự chết này. Lại đây. Gom bọn nó vào chiếu một thế. Còn được nhiều thêm nhiều tiền. Bây giờ bọn anh nhiều này. Ở bên đây có bạn Speakerman cũng ok này các bạn này. Nhưng mà anh thấy là TV Man là oách nhất rồi. Ôi, cảnh sát à? Ừ. Okay. Được đấy, con này bọc thép được đấy. Chiếu nó. Chiếu nó. Cầm bồn cầu thông thế nào. Ui, mình cũng trâu. Mình cũng rất là trâu luôn nha các bạn.
có nhặt cái camera kẹo lại biến thành cái đấy phí cả công. Ui giời, ui giời, tuổi ngàn con. Anh mà cứ tiêu diệt thế này thì chẳng mấy chốc ở đây chẳng còn con skibidi toilet nào cho các bạn khác tiêu diệt. Ờ anh quá mạnh các bạn ơi. Đúng, kìa 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 có con gì á? Ui giời xấu đấy. Quay xấu đấy. Xấu đấy. Rồi bạn kia đang định lao đến nhưng mà mình đã tiêu diệt trước rồi. Mình mạnh quá các bạn ạ. Mọi người chạy đi chưa kịp đến mình cho một phát hy sinh nó luôn. Thông cống. À đâu, đấy là... Quay thở lửa các bạn ơi. Xe tăng các bạn ạ. Nhưng mà ta là TV man, ta không sợ đâu. Mọi người ơi, chiếu đèn nó. Chiếu đèn nó đi. Ủa, con này trâu ấy, nhìn vạch máu của nó là biết. Ui, mặt nạ luôn, các bạn ạ, con này boss à. Con này mặt nạ là có thể tránh được cái ánh sáng TV của mình đấy. Ôi, kinh vậy, đeo mặt nạ vào luôn. Đeo mặt nạ thông cống. Mọi người ơi, cẩn nó. Con này mạnh thế. Ừ, con này trâu thế nhở. Boss đấy. Chiếu đèn đi. Nhưng mà đeo mặt nạ rồi chán thua. Ôi ôi, nó phì lửa đốt Bê Quý Thành. Đốt à? Anh nướng lưng nó luôn. Nướng nó hình như không ăn thua. Ờ, không ăn thua các bạn, nó phun lửa mình còn bị mất máu luôn kìa. Quân đội của phe TV Man với Can Man quá mạnh luôn các bạn ạ. Ủa, ghê vậy. Nó trâu thật sự luôn. Cố lên mọi người ơi. Con boss này quá khỏe luôn. Thông vào mồm. Sao rồi? Chết đi. Ok các bạn ơi, vậy là đội quân do Bê Quý Thành TV Man dẫn đầu và các cameraman đã tiêu diệt được con boss Skibidi rồi. Đúng rồi, Skibidi đeo mặt nạ bạn quá ghê luôn. Quá ghê luôn, ơi trời, đấy quá mạnh luôn. Ôi sẽ làm mấy con liều tiều này. Ờ, liều tiều quá các bạn ơi, bây giờ là mình thấy là vừa chiến đấu với con kia mình mất khá là nhiều máu rồi đấy. Từ từ xem nào. Bây giờ mình có thể trở ra được đúng không? Ờ, mình có thể... Mình vào roll đi. Mình vào roll à? Đâu? Roll. À, bây giờ mình có thể trở thành con gì đi? Mình á? Mình chưa được trở thành Spider-Man. Bây giờ mình muốn trở thành Spider-Man. Con này sao phải có được không? À, cái này là quà các bạn ạ. Đây là những cái đồ thông cống. À, có cả đồ thông cống bằng lava các bạn. Quá đỉnh luôn. Súng luôn các bạn ạ. Ui, xôi. Ui. Không, các bạn, mình sẽ chưa mở được cái này bây giờ. Hình như là không làm được. Chắc là chỉ còn cách là hiện... Ôi, trong cái lúc mà anh tìm đồ của nó đánh anh sắp chết rồi, Bê Quý Thành ạ. Ôi giời ơi. Đâu, con là mạnh nhất ra đây đi. Triệu quân, triệu hồi tướng của các ngươi ra đây. Ta không sợ đâu. Gáy ngay. Ôi, con này cầm búa luôn này, cầm búa. Con này cái gì? Người ta là Spider-Man kết hợp với TV Man mà. Kết hợp với Camera Man luôn. Oách thế nhỉ, mình cũng oách mà. Ờ, mình oách, mình là boss của TV Man. Cái tập trước mình reaction á, mình là boss con đấy luôn á. Mình là chùm ở đây, ô kìa, con to thế rồi. Ôi xôi, con mặt nạ là trực thăng kìa Bê Quý Thành ơi. Đây rồi, thời tới rồi. Không, em bảo con kia cơ, con kia kìa. Không, anh sẽ bắn con này, đâu, con này gì. Ờ, trực thăng lại còn đeo mặt nạ hơi ghê luôn. Trực thăng rụng xuống chưa. Ui, rụng xuống luôn. Rụng xuống luôn. Cái con boss này không xứng tầm đấu với mình. Mình còn có tí máu mà nó cũng không tiêu diệt được mình. Đây, cho đứng đánh chết đi để biến thành con khác đây. Ăn cái cộng hồi máu sao chết được. Ồ, đây rồi, bồn cầu nhiều đầu đây rồi. Đốt đó. Đối thủ đây rồi. Đối thủ ạ. Đối thủ ăn quá đu đủ. Tiếp 3 cái đầu luôn các bạn ạ, đây là một gia đình bồn cầu à? Không, 1, 3, anh em sinh 3. Ờ, anh em sinh 3, không phải sinh đôi luôn các bạn ạ. Đúng rồi, sinh 3 giống nhau. Đập vào đây. Rồi, này thì sinh 3 với chúng tôi nè. Quá ghê gớm luôn. Quá ghê luôn các bạn ạ. Rồi xong, mình trở này là mình thì bá chủ được còn gì nữa. Ừ, mình bá chủ luôn chỗ này rồi các bạn ạ. Gì ấy? Mấy con liều tiêu. Đốt phát. Đốt cho phát. Liều tiểu. Ồ. Niệm luôn rồi. Không phải đâu, mình hết máu rồi. Thì ra mình rất mạnh. TV Man rất mạnh nha các bạn. Mạnh gần như là nhất ở đây rồi các bạn ạ. Ui, đây là những bạn nào mà online từ ngày 1 đến ngày thứ 7 là có cái con này luôn. Ờ đúng rồi, nếu mà các bạn chăm chỉ online thì các bạn sẽ được. Còn bọn mình thì không chăm chỉ, nhưng mà bọn mình có gì? Có TV Man 999 Robux. Đúng rồi, bọn mình có Robux. Và nếu các bạn muốn có Robux thì hãy nhớ vào shop của anh Bê Quý Thành, shopbqthành.com để mua Robux. Đúng rồi, bạn nào vào đây chơi thì này có thể kiếm mấy con này rồi đi tiêu diệt bọn TV Man. Còn chắc là bây giờ tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Đúng rồi, đấy. Bọn mình đã trở thành con mạnh nhất rồi. Còn gì nữa, bắt đầu một chiến đấu. Đúng bạn rồi. Vào bọn kia chết queo luôn rồi. Chắc là bây giờ tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn video sau nha. Bye bye. Ốc thích trở thành con nào nhất rồi đấy? Chả thích con nào. Ốc muốn trở thành Skibidi. Skibidi là gì vậy? Con này chả hạn đấy. Eo bé tí. Trở thành con này chả hạn. Xuống đi, xuống dưới. Từ từ.
lùn dễ thương. Đây, lùn lùn đây trông bực 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 bực. Đi ơi. Bye bye nha các bạn. Nhớ vào video của mình và like video đăng ký kênh. Ok, từ từ. Trở thành con này được không? Được, có tiền sợ gì. Tiêu hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Ok. Ơ các bạn ơi, hết tiền cũng là lúc mình dùng video thật. Bye bye.